Kính chào tất cả anh em đến với kênh Review Audio. Anh em mình ghé thăm không quên cho em xin một nút like và đăng ký kênh. Em biết ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay giới thiệu đến nhà mình một chiếc đài khủng của thương hiệu Panasonic. Cách đây ít hôm thì em có review lên cho nhà mình chiếc DT707. Và hôm nay là DT77, máy về từ Nhật. Mới cứng trong tình trạng đạt tới 95-97%. Nói chung là máy mới thiếu thùng xốp thôi các bác nha. Điều đặc biệt là máy về còn có khỉn zin theo máy luôn. Khỉn và máy đều mới keng luôn. Các bác biết là dòng này thì máy và khỉn đều được sản xuất tại Nhật, Made in Japan. Thời điểm này chúng ta sưu tầm được một chiếc máy mới cứng như vậy và kèm cả khỉn zin là rất khó các bác nha. Đấy, cũng đã rất lâu rồi hôm nay em mới sưu tầm được một chiếc mới tinh để giới thiệu đến cả nhà mình. Đây là một chiếc máy huyền thoại rồi. Độ mới, độ hay, độ đẹp, độ gấu thì không cần phải bàn luận. Máy sở hữu một cái size chiều ngang lên đến là 70 phân. Chiều cao là 20 phân và độ sâu của máy đạt tới 25 phân. Ở trên này là một nắp cốp được đóng mở bằng cơ, rất bền bỉ. Các bác thấy này, mới cứng luôn. Sắc nét DT77 mới tinh luôn các bạn, vô cùng đẹp mắt. Một chiếc đài điểm 10 cho chất lượng. Dòng này chơi đa năng, máy chơi được tới 4 tính năng. Đầu tiên là một khay đĩa CD nằm ở phía trước. Mắt đọc của Panasonic thì các bác biết là đọc cực tốt, không kén đĩa, chúng ta chơi thoải mái các loại đĩa các bác nhá. Và chức năng thứ hai là máy được trang bị hai cửa băng cassette nằm ở mặt trước, đều có chế độ auto divert cả hai cửa luôn, chạy hai chiều không cần lật mặt băng. Bộ cơ bền bỉ, đầu từ bánh tì rất mới này các bác có thể thấy. Nói chung là chiếc máy này thì quá mới, mới thiếu thùng xốp này. Chức năng thứ ba không thể thiếu đó là phần radio đây, tuner. Đấy, với hai băng tần AM FM đầy đủ và có luôn cả cổng kết nối line AUX in. Như vậy là máy có thể kết nối máy tính, điện thoại, chúng ta nghe nhạc rất hay. Con này thì nghe cực hay, sở hữu 4 loa, mỗi bên là 2 loa các bác thấy. Đánh như một bộ dàn đại và có phần chỉnh bát chép tiếng Việt này. Hai cái cần gạt ở trên này là chỉnh tông bát và chép riêng biệt. Cho nên là tiếng tông này là cực hay. Đây là một trong những chiếc đài hay nhất dòng bom bóp của Panasonic. Các bác lưu ý, DT77 là một trong những chiếc máy hay nhất dòng bom bóp của Panasonic. Cho nên chắc chắn nó phải hay thôi, gọi là siêu hay luôn thì mới đúng. Cực nét. Như vậy là máy chơi 4 tính năng: CD, cassette, radio và có cổng line-in kết nối máy tính điện thoại. Phần trên thì có màn hình hiển thị sắc nét các bác nha. Hiển thị sắc nét luôn. Đấy. Các bác hãy ngắm này. Tất cả các chi tiết này. Mới cứng luôn. Các bác có nhu cầu thì liên hệ sớm nha. 0916950595. Em có một chiếc duy nhất. Các bác mua thêm chiếc thứ hai chịu không kiếm nổi đâu. Khó khăn lắm mới về được một chiếc. Bây giờ em quay mặt sau cho cả nhà ngắm một chút. Rồi sau đấy chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thưởng thức chất âm các bác nhé. Wow, rất nặng. Xách một tay là khá là đuối luôn các bác. Này, máy mới hoàn hảo từ trước sau trong ngoài các bác này. Mới cứng luôn. Đây là hàng nội địa của Nhật. Thì các bác dùng lưu ý là điện 100V. Em quay rõ từng hạt bụi luôn. Từng hạt bụi luôn. Các bác thấy là nó mới mà nó chi tiết từng góc cạnh nhỏ luôn. Chứ không phải là nó chỉ đẹp, mà quan trọng nó mới này, từng những góc cạnh nhỏ các bác thấy. Máy có cả cổng line in và line out luôn. AUX in là cho chúng ta kết nối thiết bị bên ngoài như là máy tính, điện thoại, nghe nhạc. Dòng này mà nghe nhạc bằng máy tính, điện thoại thì cực hay. Và có cổng CD out. Đấy, các bác có thể sử dụng như một cái đầu phát để xuất đến những tín hiệu bộ dàn lớn hơn. Tuy nhiên chiếc này nghe là quá hay rồi, cần gì phải xuất đi đâu. Map hộp pin em mở các bác ngắm này. Này, cháu pin là mới tinh.
Trắng choang ha. Rất là đẹp luôn các bạn. Đấy. Hoàn hảo. Số seri nhé. 088. Rất là mới các bạn. Toàn chữ Nhật thôi. Hàng nội địa của Nhật sử dụng điện 100V. Các bác lưu ý là điện 100V. Rồi, bây giờ thì mời cả nhà cùng chuẩn bị trải nghiệm chất âm thôi. Chiếc máy rất đẹp luôn các bạn. Em rất thích cái thiết kế của dòng này. Nó có một cái gì đấy nó hơi hơi vuông, nhưng mà vẫn đảm bảo cái độ mềm mại. Và cử băng cũng như là cử CD đều nằm mặt trước, rất là tiện lợi, đẹp mắt. Rất là tốt luôn. Đấy, rất là đẹp các bạn nha. Rồi bây giờ thì sẽ test trước phần CD cho cả nhà nha. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một bài hát của Jimmy Nguyễn, Huyền Thoại, bài số 2 Hoa Bằng Lăng. Mời cả nhà cùng trải nghiệm chất âm. Này, chúng ta bấm play ở trên này hoặc là trên remote đều được. Like. Các bạn thấy em mắt đọc rất tốt. Em bấm nghe bài số 2 nhé, Hoa Bằng Lăng. Tiếng cực hay luôn. Cái phần âm bát ấy, nó đánh rất mềm sâu, nghe tê tái luôn. Phần chép và phần mid cũng lung linh tươi sáng, lồng lộng luôn, nghe rõ những cái lời ca sĩ. Phải nói là con này nghe hay lắm luôn các bạn ơi. Các bác có thể nên đeo tai nghe vào để chúng ta thưởng thức nha. Bài hát tiếp theo là Tình Xưa Nghĩa Cũ Ba. Dòng đời trôi dần trôi, nắng mưa đã thay mây mù. Nhìn bàn tay ra nuông, ước mơ khi nào cho vừa. Cuộc đời như cơn gió thoáng đi qua trong đời. Ta với em mỗi người một nơi. Gặp lại nhau vẫn vương bao khi thôi, cứ trôi theo dòng chiều yên. Rồi em tắt phần CD nhá, em chuyển qua cổng tape này. Hôm nay sẽ test cho cả nhà nghe hai cuốn băng. Vẫn là một cuốn liên khúc Huyền Thoại Nói Với Người Tình, và cuốn thứ hai đó là của ca sĩ Tùng Anh gửi về em. Test trước cho cả nhà cuốn liên khúc nha. Đấy, chúng ta sẽ bấm play ở đây. Volume ở đây các bạn. Ta luôn mơ về em dấu yêu, cùng chia sẻ những nỗi buồn vui có nhau. Vậy thì ngày nào em mới biết tôi yêu em đang say ngất ngây người ơi. Mà cho đến khi nào em và tôi chung một con đường. Thank you.
ngày nào em mới biết thôi yêu em đang say đắm ngây người, và cho đến khi nào mình chung bước ra nghe chiều ngược lại. Bạn hay là tiếng bằng cassette mà nó chuẩn đét, nghe cực hay. Cái liên khúc này em rất thích nha các bác nào chưa nghe liên khúc này lên mua cuốn băng này về nghe, rất hay, em báo hay cho các bác luôn. Bằng cassette thì em có rất nhiều chủ đề, chủ đề nào gần như cũng có, các bác cứ liên hệ em nhé. Với 200.000 một cuốn sắc nét, băng tip 2, chất lượng cao, hoàn thiện đầy đủ. Rồi chúng ta sẽ nghe cử số 1 gửi về em của ca sĩ Tùng Anh, mời các bác cùng thưởng thức này. Ta sẽ bật qua cửa số 1. Gửi về em một lá thư anh viết bên đèn khuya. Gian lên lên đi mãi không ngừng đêm tôi mơ hồ ngày em đi mang theo vạn niềm nhớ mang biết bao ân tình nhìn em thấy giận hờn cỏ cây cũng u buồn riêng một mình anh. Nghe chiều ngược lại, chiều ngược lại hết băng rồi các bạn, chiều ngược lại hết băng nha, hết băng này, chiều ngược lại đã hết băng đây, em mở cho các bạn coi này, đấy nó hết băng rồi, các bạn cứ yên tâm là tất cả là chạy hoàn hảo, tiếng vô cùng sắc nét, tiếng cực chuẩn, nét căng, nghe rất hay. Bây giờ chúng ta sẽ nghe phần tuner radio hai em. Nếu thì chúng ta tập luyện thể dục thể thao mà vô tình họ bị bong gân thì chúng ta sẽ cần có những cách xử trí như thế nào? Đây chúng tôi tìm hiểu những cách xử lý khi bị bong gân. Bong gân thì sẽ có tình trạng chảy máu nơi vùng dây chằng bị đứt và tùy theo mức độ nặng nhẹ mà máu sẽ chảy nhiều hay là ít. Máu chảy ra sẽ làm sưng nề vùng khớp bị bong và dấu bầm tím. Rồi em tắt nguồn nha, trên remote có nút nguồn đầy đủ luôn. Nói chung là một chiếc đài mới tinh, hoạt động hoàn hảo, tiếng cực hay, bao xịn cho cả nhà. Anh em liên hệ 0916950595. Các bác không quên cho em xin mà nút like và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.